Xin chào anh chị quý vị và các bạn. Ngày hôm nay em sẽ tiếp tục làm video và giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn mẫu xe sedan mà giá chỉ hơn 100 triệu. Một dòng xe mà khá là bền, chạy tốt, đó là một chiếc Daewoo Lacetti 2007. Giá của nó chỉ nhô 100 triệu một chút thôi. Thì ngày hôm nay em sẽ quay chi tiết để anh chị quý vị và các bạn cùng tham khảo để lựa chọn mẫu xe này về chúng ta chạy gia đình hay là chạy thêm dịch vụ, chạy công việc khá là ổn. Giá chỉ bằng một chiếc xe SH nhưng tuy nhiên thì chạy rất là bền luôn. Và sedan hai đầu rộng rãi, cốp rộng, thoải mái để đồ. Mẫu xe mà trong các trường dạy lái vẫn hay thường lựa chọn thì nó được đánh giá khá là bền, cũng như là về độ tiêu hao nhiên liệu của nó trung bình nó chỉ nằm ở mức khoảng 7 lít 100 cây. Chiếc xe mà cả dàn lốp còn khá là mới. Đây, toàn bộ dàn lốp mới này, hệ thống la răng này. Đặc biệt là đối với dòng Daewoo này thì nó có hai phiên bản, đó là Gentra và Lacetti. Thì đối với cái bản Lacetti này thì nó được đánh giá là bền bỉ hơn, phân khúc nó cao hơn so với dòng Gentra. Đó, Gentra thì nó hay bị lỗi hơn. Ở đây toàn bộ phần đầu này, sơn si thì đã được sơn tỉa cũng như là đánh bóng chi tiết khá là đẹp. Đó, toàn bộ phần đầu đây, hệ thống pha đèn Parasoc cũng như là xi nhan sườn. Đó, cả dàn lốp rất là mới. Sơn si thì đã dọn dẹp chi tiết, nội thất đẹp. Một chiếc xe mà máy khá là cứng. Đó, giá rẻ. Đây, toàn bộ khóa cửa này. Đó, ốc cánh cửa. Đây, khóa cửa nguyên. Đó, toàn bộ kính chỉnh điện. Đây, toàn bộ kính chỉnh điện. Thì đối với dòng xe này thì gương của nó vẫn là gương chỉnh cơ. Đó. Đó, đây, toàn bộ hệ thống vô lăng này. Đây, và toàn bộ hệ thống cụ số cũng như là phần da ghế. Và trần nỉ nguyên luôn. Một chiếc xe mà đời 2007 nhưng anh chị quý vị và các bạn có thể thấy cái trần của nó rất là đẹp, không hề có một vết bẩn. Đây, toàn bộ trần này. Đó, chiếc xe này giữ khá là tốt. Thì đối với cái dòng xe này thì anh chị quý vị và các bạn khi chúng ta mua về sử dụng chạy gia đình, chạy công việc hay vẫn có thể chạy thêm khách thoải mái. Đó, đây, toàn bộ về phần điều hòa này cũng như là toàn bộ về hệ thống táp ly. Những cái chi tiết trên táp lô và táp ly giả vân gỗ. Đó, xe đây. Đây, máy đang nổ này. Đó, máy nổ khá là êm. Đây, toàn bộ điều hòa này, đang bật điều hòa dàn lạnh, hoạt động rất tốt luôn. Đây, tất cả những cái nút mà lên xuống kính này vẫn còn rất là nét. Đây, toàn bộ táp ly đẹp như thế này mà. Đó, chính chủ tư nhân nên là các bác giữ khá là tốt luôn. Xe đang nằm ở khoảng 14 vạn. Đó, đây, đầu đài này. Điều hòa này. Đó, điều hòa hoạt động rất tốt, khá là mát. Nội thất khá là tươi luôn, toàn bộ và da ghế trần nỉ hay là táp lô táp ly sạch sẽ, em đã dọn dẹp chi tiết, kể cả là về phần sơn cũng vậy. Thì anh chị quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng xe. Đó, với cái số tiền bỏ ra chỉ khoảng 147 triệu, là bao gồm cả phí rút hồ sơ, thì anh chị quý vị và các bạn không hoàn toàn là khá hợp lý đối với cái mẫu xe mà 5 chỗ sedan hai đầu. Đây, toàn bộ phần răng này, hệ thống tai đèn cũng như là răng giật và keo chì. Đây, toàn bộ răng này, hệ thống khoang máy. Đó, đây, toàn bộ hệ thống khoang máy này, toàn bộ răng và hệ thống lắp cabo, keo chì và phần nỉ này vẫn còn nguyên. Đó, keo chì nguyên bản, bảo hành luôn cho anh chị quý vị và các bạn về đâm đụng nặng cũng như là hay là ngập nước. Đó, đây, toàn bộ khoang máy và hệ thống pha đèn. Đó, thì đây là cái video mà em đã quay cũng như là giới thiệu tới anh chị quý vị và các bạn một chiếc Daewoo Lacetti 2007, 147 triệu là bao gồm cả phí rút hồ sơ. Nếu ai có nhu cầu về dòng xe này hoặc là muốn tư vấn thêm điều gì về các dòng xe khác, hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại em để phía dưới màn hình hoặc đến salon Mạnh Ô Tô, km số 6 Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên. Sau đây xin phép được kết thúc video, chúc anh chị quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.